Sáng ngày 23 tháng 5, Thường trực Thành ủy do đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng ủy xã Lê Lợi về công tác quy hoạch, tình hình thanh quyết toán các dự án công trình, kế hoạch phát triển vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn xã và một số nội dung khác. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo một số phòng ban đơn vị chuyên môn của thành phố. Trên cơ sở phát biểu tham gia ý kiến của các đại biểu và thành viên trong đoàn công tác của thành phố, nhất là ý kiến của đội ngũ cán bộ bí thư trưởng khu dân cư các thôn khu dân cư. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, Lê Lợi là địa phương giàu truyền thống cách mạng, có nhiều lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu. Xã có tuyến quốc lộ 37 chạy qua, vị trí địa lý tiếp giáp với tỉnh Bắc Giang, do vậy có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế ở nhiều lĩnh vực. Đánh giá cao tinh thần cầu thị, chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc cho buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Đảng bộ, chính quyền xã tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch trên cơ sở tích hợp với quy hoạch chung của thành phố. Hiện nay, Lê Lợi đã quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh rau màu theo hình thức liền vùng, liền thửa với một số cây trồng chủ lực như vải, nhãn, khoai tây, hành, tỏi. Tuy vậy, trong bối cảnh tới đây, khi Lê Lợi đón nhiều dự án công trình vào đầu tư, diện tích đất sản xuất, đất nông nghiệp có thể bị thu hẹp. Do vậy, xã tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan để làm tốt lĩnh vực này, có định hướng phát triển kinh tế dưới tán rừng, phát triển du lịch cộng đồng, chuyên canh các vùng cây ăn quả có quy mô lớn, các vùng cây dược liệu mang nhiều giá trị kinh tế. Đây cũng là hướng đi nhiều triển vọng và bền vững không chỉ của Lê Lợi mà còn cả với các địa phương phía Bắc quốc lộ 18 của thành phố. Với những vùng sản xuất đã quy hoạch, xã tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, nâng tầm giá trị, hiệu quả kinh tế của các vùng này, phát triển thêm các loại cây trồng, sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế, phù hợp với thổ nhưỡng, tập quán canh tác, trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt cách chăm sóc, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, để khi đưa ra thị trường đảm bảo chất lượng, mang lại lợi nhuận cao cho nông dân. Cùng với đó, tiếp tục rà soát quy hoạch để có định hướng phát triển trong thời gian tới, nhằm khai thác và phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có của địa phương. Đối với công tác thanh quyết toán các công trình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã xác định rõ những khó khăn tồn tại vướng mắc của từng dự án công trình để đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền, xem xét giải quyết, tháo gỡ những tồn tại vướng mắc trong thời gian sớm nhất theo đúng trình tự và quy định của pháp luật. Đồng chí cũng yêu cầu xã tập trung làm tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, nhất là việc quản lý đất rừng. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bầu cử trưởng thôn, trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2024-2026 tới đây, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền những điểm mới, quy định mới của luật bầu cử, công tác lựa chọn giới thiệu nhân sự phù hợp, đủ đức, đủ tài, hết lòng vì việc chung, nhất là khi chức danh bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu dân cư nhận được nhiều sự quan tâm hơn so với thời gian trước đây.